Cộng đồng mạng hả hê khi chia tay với Lương Bằng Quang, Ngân 98 tức giận, hèn hạ quá. Sau vài ngày khóa trang cá nhân thì những chia sẻ mới nhất của người đẹp cực gợi cảm này khiến mọi người bất ngờ. Và cực mặn nồng với nhau trên các diễn đàn nên chẳng ai nghĩ rằng cặp đôi này thoát cái đã nhanh chóng đường ai nấy đi. Những ngày vừa qua khi mọi người chưa dừng chú ý vì tâm điểm cả hai rủ nhau đi thẩm mỹ, đập mặt để thay đổi diện mạo, thì lại xuất hiện thêm nghi vấn Lương Bằng Quang Ngân 98 đã tan vỡ. Mọi thứ xuất phát từ những dòng trạng thái úp mở của nam nhạc sĩ trên mạng xã hội. Gồng mình giai đoạn này khiến mình cư xử nhẹ nhàng khi đường ai nấy đi. Theo đó, chính anh cũng cho hay cả hai đang trong giai đoạn giận hờn và gặp một số vấn đề nhưng chưa có sự giải quyết cụ thể. Đồng thời, Lương Bằng Quang còn gây bất ngờ hơn khi cho rằng nguyên nhân dẫn đến câu chuyện này chỉ bao quát một từ chán. Mới đây nhất, chính người đẹp đã xác nhận cả hai tan vỡ sau thời gian hẹn hò. Thông tin này khiến công chúng vừa ngỡ ngàng hoang mang, rất nhiều ý kiến trái chiều diễn ra trên mạng xã hội và một số ý kiến còn bày tỏ sự hào hứng khi cặp đôi ồn ào này đã dừng lại mối quan hệ. Ngay sau đó, Ngân 98 lập tức phản pháo trên trang cá nhân. Nhiều bạn thấy người ta chia tay là mừng, là tạo nghiệp con này bị bỏ. Buồn cười và tội nghiệp cho những bạn có lối sống và suy nghĩ tiêu cực hèn hạ như vậy quá. Liên lạc với Lương Bằng Quang Anh cho hay, giận hờn chia tay là chuyện nắng mưa, chưa chốt được vấn đề nên không dám khẳng định gì. Nam nhạc sĩ còn khẳng định không có chuyện cả hai đang níu kéo, anh luôn để mọi thứ tự nhiên. Đồng thời, sự việc này đã kéo dài khoảng một tháng nay. Hiện tại, mọi người vẫn đang cảm thấy khá mâu thuẫn giữa chia sẻ của hai nhân vật chính khi cô xác nhận tan vỡ còn anh lại khá úp mở. Dẫu vậy, nếu sự việc này là thật, thì chắc chắn Lương Bằng Quang Ngân 98 tiếp tục gây tranh cãi trên các diễn đàn trong thời gian tới.